Nếu mà nhìn thoáng qua cái mặt lưng như này thì bạn sẽ nghĩ đây là chiếc điện thoại gì ạ? Nếu mà nhìn thoáng qua như này thì chúng ta sẽ nghĩ là Khéo Y đây là một cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy S23 Plus, kiểu như thế, đúng nào? Còn nếu mà chúng ta nhìn vào cái phần khung viền như này này, đấy, thì chúng ta lại liên tưởng đến những dòng kiểu như là iPhone 14 Pro Max, đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà mình lật cái mặt sau này lại và mình bỏ cái tay này ra, chúng ta sẽ thấy thêm có một cái đèn flash nữa, và kéo cái này ra thì các bạn sẽ thấy cái dòng chữ Meizu rất là rõ ràng như này, đúng không nào? Và đây là Meizu 20 Pro. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Chúng ta sẽ đến với cái bài trên tay cũng như là đánh giá nhanh về cái Meizu 20 Pro. Cái chiếc điện thoại này thì mình mượn được của anh Nhã ở bên Điện Thoại Hay. Đấy, thì anh cũng dùng cái con này khá là lâu rồi và cũng chia sẻ với anh em luôn, đấy là qua một số những cái câu hỏi mà mình hỏi anh Nhã thì mình cũng đã thấy được rất là nhiều những cái nhược điểm của cái sản phẩm này trong cái quá trình sử dụng, và hôm nay thì mình cũng sẽ nêu hết ra tất cả những ưu nhược điểm của nó nhé. Quay trở lại với Meizu 20 Pro thì chúng ta sẽ có những cái chất liệu nào đây? Mặt lưng bằng kính này, khung viền thì hiển nhiên là khung viền kim loại rồi. Thế tuy nhiên là mình thấy là cái cách vát cái khung viền của cái sản phẩm này nó cũng tương đối là gắt đấy, nó cũng khá là giống như ở trên iPhone 14 Pro Max đấy. Và khối lượng của cái điện thoại này nó rơi tầm khoảng 209g và độ mỏng là khoảng 7,8mm. Nói chung là 7,8mm mình thấy là ổn đối với cả một cái điện thoại có viên pin là 5000mAh. Khi mà mình mở khóa cái phần mặt trước này lên, các bạn có thể nhìn thấy là viền màn hình của Meizu làm nó rất là mỏng, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên là cái phần viền dưới này thì vẫn làm hơi dày hơn một chút này. Chiếc điện thoại này thì sẽ có luôn một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này. Có một số những cái sản phẩm Meizu ấy, họ để cái phần viền ở bên trong này nó màu trắng thì mình nghĩ là trông nó sẽ đáng yêu hơn. Bây giờ thì gần như là hãng nào thì họ cũng để cái viền màn hình màu đen như này rồi, như kể như bây giờ mà cái chiếc điện thoại mà mình đang cầm ở trên tay này nó có viền màn hình màu trắng ấy, thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích hơn đấy. Quay trở lại với cả cái mặt lưng ở phía sau thì cái cách thiết kế cái cụm camera như thế này thì nếu mà che đi một cái đèn flash ở phía dưới thì đúng là nó trông giống S23 Plus nhất thật. Đấy, nhưng mà nếu mà cái kiểu thiết kế cái camera nó dài như này làm cho mình liên tưởng đến những cái sản phẩm kiểu như là LG Velvet với cái camera hình giọt nước này, hay là khiến cho mình liên tưởng đến những cái chiếc điện thoại kiểu như là Galaxy A9 với cụm camera rất là dài ở phía dưới này. Với cái đèn flash ở đây nhá, thì mình đếm được là nó sẽ có tất cả là 6 cái bóng ở đây, 6 cái bóng đèn ở đây này. Đấy, mình sẽ thử bật lên để cho các bạn xem nhé. Không biết là qua quay video này thì các bạn có nhìn thấy rõ hay không? Đấy, 6 cái bóng đèn flash ở đây luôn và nó rất là sáng. Thực sự là nó rất là sáng luôn các bạn ạ. Chói chiếu vào là cũng chói mắt đấy. Cái chiếc điện thoại này thì được hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP54 nhá. Đấy, tuy nhiên nhìn xung quanh cạnh máy như này, bởi vì đây là một cái điện thoại cũ mà, thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những cái vấn đề. Thứ nhất là cái phần viền này của nó này là nó đã bị chóc một chút rồi. Đấy, nó bị xước ở đây. Thứ hai nữa là cái phần camera này này là nó cũng bị xước luôn. Đấy, nó sẽ bị xước ở đây. Đấy, đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý. Còn tất nhiên đối với cả cái miếng dán màn hình này thì cái miếng dán này nó xước thì cũng bình thường thôi, chúng ta bóc ra là nó cũng sẽ hết xước thôi. Đấy, nhưng mà mình cũng cần phải nói vào cho các bạn. Tiện thể nói về cụm camera phía sau, lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem về cái chất lượng nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 50 chấm, khẩu độ lens 1.9 và có chống rung quang học. Chúng ta sẽ có một cái camera tele có độ phân giải là 50 chấm, cũng khẩu độ lens 1.9 nữa. Tele này là tele 2x nhé các bạn nhé. Và chúng ta cũng sẽ có một cái camera 50 chấm, khẩu độ lens 2.2, góc chụp là 129 độ. Và đây là camera góc siêu rộng. Đấy, tuy nhiên là nếu mình nhớ không lầm thì con này nó chỉ có chống rung quang học đối với cả camera chính thôi. Còn những cái camera bổ trợ thì nó không có chống rung đâu, nên thành ra là vừa nãy mình quay video mình thấy nó khá là rung. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem về cái chất lượng quay video cũng như là chụp ảnh của sản phẩm này như nào. Nhìn xung quanh cạnh máy như này thì chúng ta sẽ thấy là chiếc điện thoại này nó sẽ có loa kép một loạt phía dưới này, với một loạt phía trên là chung với phần loa thoại, và chúng ta sẽ có cả mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị bên trong gia đình. Đấy, và tất nhiên đối với khung viền kim loại thì nó cũng sẽ có những đường cắt như này để giúp máy có thể thu phát sóng được tốt hơn. Khi mà mình cho bạn xem cái phần mặt trước này thì cái điểm mà mình thích nữa đấy là cái phần vân tay vị trí đặt nó khá là cao, nên là mình không phải với tay xuống dưới nhiều, mình chỉ cần đặt ở đây phát là nó đã có thể ra, mở ra được rồi. Tiện thể nói về phần màn hình thì sao? Chiếc điện thoại của chúng ta sẽ sở hữu màn hình với kích thước là 6,81 inch, khá lớn đấy nhá. Tấm nền sẽ là LTPO OLED, tần số quét là 120Hz, có HDR10+, độ sáng thông thường thì chỉ tầm khoảng 500 nit thôi, nhưng mà đẩy lên tối đa thì nó lên được tới là 1800 nit. Nói chung là ra ngoài trời nắng thì cũng rất là rõ ràng để chúng ta có thể nhìn được rồi. Màn hình này thì sẽ có độ phân giải là 1440p, chính xác ra thì nó sẽ là 1440 nhân với cả 3200 pixel, tỷ lệ màn hình là 20:9 cho một cái mật độ làm ảnh rất là cao, rơi vào tầm khoảng 515 ppi. Màn hình này thì về cơ bản là mình thấy cũng rất là mượt mà, màn hình phẳng thôi nhưng mượt mà, độ chi tiết tốt, và đặc biệt là kích thước rất là lớn. Cái phần camera selfie ở chính giữa này thì nó sẽ có độ phân giải là 32 chấm, nó cũng sẽ có một cái phần viền đen bao quanh ở bên ngoài đấy, tuy nhiên là cái phần viền đen này thì nó không đến mức độ quá to đâu. Về phần hiệu năng thì cái điện thoại của chúng ta sẽ chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2
Đấy, 8 Gen 2 bởi vì là nó cũng ra mắt được một khoảng thời gian rồi mà. RAM ROM đi kèm theo máy lần lượt sẽ là 12128, 12256 và tối đa sẽ là 12512. Điểm cho Tantu cho ra sẽ rơi tầm khoảng 1,5 triệu điểm. CPU và GPU đây, các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái phần cài đặt điện thoại để xem là nó cái phiên bản mình đang cầm này nhá. Đây, hiện tại là phiên bản mình đang cầm này là phiên bản bộ nhớ trong là 256GB và RAM thì sẽ là 12GB và có thể mở rộng thêm 7GB RAM nữa. Tuy nhiên mình nghĩ là nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa đâu. Đấy, chip Snapdragon 8 Gen 2 đây. Android cũng chỉ là Android 13 thôi nhá, cũng chưa được lên Android 14 đâu. Nhưng mình nghĩ là về lâu về dài thì gần như là chắc chắn là sẽ được lên Android 14 thôi. Và các bạn chú ý là cái sản phẩm này thì nó hiện tại là mình chưa cài đặt được ROM quốc tế lên đây. Và đây nó chỉ có ROM nội địa thôi. Và với cái ROM nội địa như này thì cũng nói thật với anh em luôn là nó sẽ bị một cái lỗi rất là lớn, đây là lỗi chậm thông báo. Và cái phần ngôn ngữ này đây, các bạn cũng sẽ nhìn thấy luôn, hiện tại chưa có sẵn tiếng Việt đâu. Thì đấy là những cái điểm mà chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như là với ông Realme hay là ông Xiaomi thì cái việc chúng ta cài đặt ROM quốc tế lên để mà khắc phục cái lỗi chậm thông báo nó rất là dễ dàng thôi. Nhưng với ông này thì không nhé các bạn nhé. Cộng đồng ở Việt Nam thì cũng rất là ít hơn những ông kia rất là nhiều. Ngày trước ý, thì cách đây khoảng mấy năm, Meizu cũng có một cái thời gian là cũng tương đối là nổi lên ở Việt Nam đấy, cộng đồng hỗ trợ là cũng rất là đông đảo đấy. Thậm chí là đã từng có thời gian là một số đơn vị là họ cũng nhập chính hãng về để bán đấy, nhưng mà sau này thì bán nó không thành công nên thành ra là bây giờ cũng chỉ xuất hiện lác đác những cái dòng sách tay như này thôi. Còn về các yếu tố khác nữa, ví dụ như là về pin thì nó sẽ có viên pin là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W, nó không phải là những cái sạc quá nhanh như cỡ tầm 120W hay là 240W đâu. Đấy, rồi là sạc không dây thì hỗ trợ là 50W. Còn được cái là phần mềm của mấy ông Meizu này thì nó làm rất mượt luôn. Cái kiểu mượt mà trên Meizu ấy, nó khiến cho chúng ta liên tưởng đến những dòng iPhone này. Ví dụ mình sẽ cho các bạn xem luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó rất là mượt luôn. Hay như là chúng ta chuyển giữa các cái tab như này, các bạn nhìn thấy không? Rất mượt luôn đấy. Rất là mượt. Tuy nhiên về camera thì mình nghĩ là sẽ là cái thứ mà khiến cho chúng ta cần phải suy ngẫm đấy. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về một số những bức ảnh mà mình đã chụp, cũng như là về cái phần quay video của nó như thế nào nhé. Đầu tiên là với chụp ảnh ngược sáng thì sao? Các bạn có thể nhìn thấy là đây là camera góc siêu rộng đây. Background phía sau không bị cháy, nhưng mà mặt mẫu thì nó hơi tối. Ít nhất là khi mà mình nhìn vào mặt mẫu thì nó cũng không đến mức độ gọi là tối om, ở mức độ chấp nhận được. Nếu mà so với cái iPhone là mình nghĩ là ngược sáng này có phần nó sẽ nhìn hơn một chút đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Đấy là nó sẽ bị noise rất là nhiều, noise cực kỳ nhiều đối với cả việc chúng ta chụp ảnh ngược sáng với camera góc rộng như này. Chụp ảnh 1x thì sao? Thì lúc đầu đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, lúc đầu live view thì nhìn nó trông nó mặt mẫu là tối om luôn, nhưng mà sau nó đẩy sáng lên một tông. Tuy nhiên là mặt mẫu ở đây mình đánh giá là vẫn ở mức độ tương đối tối. Nếu mà so với mấy con nhiều là Realme hay là Oppo thì mình nghĩ là xử lý như này là không bằng đâu. Còn chụp ảnh tele 2x thì như thế này mình đánh giá là ổn đấy nhá. Mẫu thì mặt thì không bị quá tối, background phía sau thì không bị cháy lên tí nào cả. Lúc đầu kéo sang thì background nó bị cháy, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian xử lý về phần mềm thì chụp ra thì nó không bị cháy đâu. Còn chụp ảnh xóa phông thì người mẫu thì hơi tối đi rồi, để cho background phía sau nó đỡ bị cháy. Tuy nhiên là cái phần vùng ở phía trên này, các bạn nhìn thấy không ạ? Phía trên bức ảnh này thì nó vẫn xảy ra hiện tượng bị cháy một chút. Chụp ảnh selfie thì sao? Background phía sau đã bị cháy hết rồi. Đấy, trong điều kiện ngược sáng như này để giúp cho mặt của mình và mặt của bạn mẫu nam nó không bị bị tối đi. Còn nếu mà chụp ảnh xóa phông thì nó sẽ như thế này đây. Rất là may khi mà bạn nam đứng ở xa nó không bị xóa phông theo. Bình thường là nếu mà bạn chụp với iPhone hay là chụp với cả Xiaomi 14, 14 Pro thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là bạn mẫu nam nếu mà đứng quá xa nó xóa luôn người bạn mẫu nam luôn đấy. Còn chụp ảnh ở trong cái điều kiện phòng tối như thế này là mình đánh giá là tốt. Chụp ảnh trong bóng tối như này là tốt đấy. Đấy, phòng này thực sự là rất tối luôn nhưng mà chụp ảnh như này là quá ok đấy. Và trong phòng này các bạn cũng có thể nhìn thấy một cái bảng ở bên này đúng không nào? Đây thì mình chụp ảnh những cái chữ ở trên bảng đây. Nhìn vẫn rất là rõ ràng những chữ ở trên bảng. Còn quay video thì sao? Quay video thì mình đã đưa cái sổ này lên trên tầng cao của mình, đấy là tầng 44. Ở trên đấy thì nó rất là gió, cũng như là phía dưới thì xe cộ qua lại rất nhiều. Và nó cũng có một cái tòa nhà bên cạnh người ta đang xây, nên thành ra là tiếng ồn nó rất là lớn. Đấy. Và mình sẽ cho các bạn xem là cái khả năng quay video này, chống rung này và thu âm của cái sổ này nó như thế nào nhé. Lâu lắm rồi mới quay bằng camera của Meizu đấy các bạn này. Đấy, và lâu lắm rồi mới quay như thế nên là đứng lên luôn tầng cao để mà quay luôn cho anh em. Ở trên tầng của mình thì rất là nhiều gió nhá. Đấy, cái tòa nhà phía xa xa kìa thì nó đang xây này. Đấy, cũng như là dưới đường này là xe cộ là đang qua lại rất là nhiều luôn này. Đấy, thì mình cũng sẽ test luôn xem là cái khả năng zoom cũng như là thu âm của cái sổ này như thế nào. Đấy, trong một cái điều kiện mà nó rất là ồn ào như này thì xem nó thu âm ra sao nhá. Đây là mình đang để ở chế độ 0.6x đây. Đấy là camera góc siêu rộng đấy. Nhưng mà ví dụ này, các bạn nhìn này, mình chỉ hơi rung tay nhẹ một tí thôi là mình đã thấy là ở trên hình nó khá là rung rồi, nhìn vào live view thì nó rung, nhưng không biết là lúc mà up lên video thì nó trông nó sẽ như nào. Mình sẽ thử zoom xuống dưới kìa nhá. Đấy, zoom vào cái chỗ xe cộ kia xem như thế nào đây. Đây là 2.1x đây. Cái chiếc điện thoại này thì nó sẽ có camera tele 2x nhá. Đây là 2.1x này, mình sẽ zoom xa hơn nữa nào. Đấy. Zoom lên cỡ tầm 7x là bắt đầu là vỡ bét rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó đã rất là bị mũi hình rồi và nó cũng bị rung tay rất là nhiều rồi. Rồi, ok. Chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại nào.
Để chúng ta sẽ thử zoom sang nhà cô hàng xóm ở phía xa kia để xem nó như thế nào nhá. Đấy, zoom sang nhà cô. Đây là 1.6x này. Đấy, zoom nữa lên nào. Zoom nữa lên, đây là 3.8x. Đấy, zoom nữa lên nào. Đây là cỡ tầm khoảng 7.9x. Nói chung là cái dòng này zoom lên tầm khoảng 8x là đã bắt đầu là mũi hạt rất là nhiều rồi các bạn ạ. Mũi hạt rất nhiều, đây là 8.5x. Nó mũi nhiều khủng khiếp luôn. Nếu mà so với những cái chiếc điện thoại mới mà mình đã từng từng làm review, ví dụ như là con GT 5 Pro hay là những cái chiếc điện thoại như kiểu là Meizu OnePlus 12 thì cái con này nó zoom không bằng đâu. Đấy. Còn lại thì nó cũng hơi bị rung tay nữa các bạn nhìn này. Đấy, mình nhìn trên live view rất là rung luôn, nhưng không biết là ở lúc mà up lên lên trên máy tính nhìn nó có bị rung như này hay không. Và sau khi xem xong cái đoạn video đó thì bạn có thể thấy là thu âm thì ở mức độ ổn, mình đánh giá thu âm như này là tương đối tốt đấy nhá. Tuy nhiên là chống rung cũng như là zoom thì nó khá là tệ, thực sự là như thế. Nói chung là so với cái yêu cầu của mình thì nó chưa đạt đâu. Đấy thì mình cũng phải chia sẻ thêm cho anh em luôn. Rồi, thế còn về các yếu tố khác thì sao? Về cái tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong ấy, thì nó sẽ là UFS 4.0 nhé. Nhưng mà 4.0 đây là đối với phiên bản 512GB thôi. Cho những phiên bản thông thường khác thì nó không được 4.0 đâu. Và Bluetooth thì sẽ là Bluetooth 5.3. Jack cắm tai nghe thì nhiên không có rồi. Đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải quan tâm tới. Đại loại là với mình ấy, thì mình nghĩ là đây là một cơ sở nếu mà anh em mà muốn mua về để sưu tầm hay đổi gió thì được. Chứ còn nếu mà chúng ta bảo là mua về để làm một cái điện thoại chính để mà sử dụng thì chắc là mình sẽ không ưu tiên mua cái sản này. Thì đấy là đối với cả quan điểm của mình thôi. Chứ còn mình mượn của ông Nhã rồi đó, ông ấy dùng, không biết là mình chê như thế thì liệu sau là ông cho mình mượn nữa hay không. Thì thôi, cái đấy là việc của ông ấy. Còn anh em mà muốn ủng hộ ông ấy cho mình mượn điện thoại nữa thì tốt nhất là có thể tham khảo qua tại website của Điện Thoại Hay nha các bạn nhé. Đấy, Điện Thoại là một trong những nơi bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường. Tất cả thông tin về Điện Thoại mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.